là lần thứ 8 em đi trễ rồi đó. Nhờ ba em mà em mới được con số tròn như vậy đó cô. Bà ghé mua ly cà phê cái. Sắp trễ giờ của con rồi ba. Cho cà phê đá bố ơi. Trời ơi, con đi hôm trễ rồi, con làm cái này nữa. Ba có biết hôm nay là ngày gì không? Lâu ba quên lần. Mẹ đã mất rất là lâu rồi. Nhưng mà mẹ còn hiểu con hơn cả ba nữa. Sao lúc nào có chuyện ba cũng bỏ đi hết vậy? Sống mà lúc nào cũng căng thẳng không thấy mệt không? Con mà giống ba là con chết rồi. Ba là con. Con là ba. Cô Liên, sự thật là tôi không phải là con của con tôi. Ủa? Bà nhớ nha, đúng 12 giờ ba phải đăng tấm selfie. Không hút thuốc. Hút thuốc mày? Gì? Không tinh bột. Không được cúp học đó nha. Còn công việc của ba cứ để con lo. Tokyo 本社の宮本です。はじめまして。はじめまして。Yuri, giải thưởng Miss Talent Sài Gòn năm nay là gì? Một học bổng toàn phần đi du học. Người tiếp theo. Ba mà không muốn ba lê, con tự vào đi nha. Đi hát xây cần những ý tưởng đột phá. Ví dụ như là chiến thắng, chứ không phải là bản sắc, bản xéo gì đâu. Con phải cẩn thận với bà Nhung nha. Dẹp ngay cái vụ chiến thắng đi nha. Ba làm trò dễ chịu nha. Nhìn con giống như bị tâm thần vậy đó. Tôi đâu muốn thay đổi thế giới này đâu. Mà anh đang phá banh cái công ty này đó. Ba bị rồi, khỏi nhóm sáng tạo. Ba không muốn khám phá hết tiềm năng của ba. Không. Ai cho con tình yêu một người khác. Thì sao con quan tâm tới cái tiền lương của ba quá vậy? Nhưng nhận công việc mới nhiều trách nhiệm hơn sẽ giúp ba trưởng thành hơn và trở thành người ba thật sự. Bà hút thuốc, bà uống rượu, bà còn ăn cái đống tinh bột nữa đúng không? Không có đâu, mà bà cũng ăn có chút xíu rồi, bà cũng phun ra hết rồi.